Kimpo. Manda um bocadinho Hanfu Bultan. Legacy Sendo. Kanuo Hanfu. Bình Dương. Một trong bảy đô thị vệ tinh của thành phố Hồ Chí Minh. Tâm điểm của vùng động lực kinh tế Đông Nam Bộ. Là tỉnh đông dân thứ sáu cả nước. Với tốc độ đô thị hóa cao nhất lên tới 80,1%. Thủ phủ công nghiệp phía Nam. Tòa lạc tại quỹ đất vàng của Bình Dương, trung tâm thành phố Thuận An, một kiệt tác căn hộ hiện đại đang dần hình thành. Legacy Central sở hữu vị trí tiến to ngay mặt tiền đường trung giao 25, kết nối trực tiếp với đường Mỹ Phước Tân Vàng, cùng các tuyến đường huyết mạch về thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Nguyên và các tỉnh Tây Nguyên một cách dễ dàng. Trong bán kính 1 km, hay trong những kinh thương mại, dịch vụ, tài chính, y tế, giáo dục chất lượng cao đều được tích hợp. Chỉ hơn 20 phút di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh, một cuộc sống tiện nghi tại Legacy Central sẵn sàng chào đón bạn. Hạnh phúc không chỉ là đích đến, mà là một hành trình. Và Legacy Central chính là nơi khởi đầu của một hành trình hạnh phúc. Nơi đây là cả một không gian sống yên bình, gắn kết thiên nhiên, hoàn toàn tách biệt với ồn ào phố thị bên ngoài ngưỡng cửa. Nơi cung cấp những giá trị sống vững bền cho cả gia đình. Với thiết kế độc đáo mang tính biểu tượng của trời và đất, ôm trọn vào lòng những tiện ích hiện đại, Legacy Central gồm 2 tòa tháp, cao 29 tầng, 1802 căn hộ, tỏa sáng như một di sản kiến trúc với những giá trị sống trường tồn. Kiến trúc sang trọng của Legacy Central được huyện cùng sắc xanh từ công viên dọc theo tuyến đi bộ, giúp cư dân thảnh thơi tận hưởng một cuộc sống tiện nghi trọn vẹn. Còn gì tuyệt vời hơn khi có thể bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng tại khu thể dục thể thao, công viên dưỡng sinh, hay thả mình thư giãn trong làn nước xanh mát của hồ bơi tràn bờ hiện đại. Không cần đi đâu xa, cư dân sẽ được thỏa sức mua sắm ngay tầng đế thương mại của khu căn hộ. Hoặc đơn giản là nhâm nhi tất cả khu được thức những món ngon từ nhà hàng sang trọng. Cuối cùng sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời cho gia đình và bạn bè tại khu nghỉ dưỡng ngoài trời. Sinh sống tại Legacy Central, mọi thành viên trong gia đình đều được chăm sóc chu đáo với những dịch vụ sẵn có, một tổ ấm rạng ngời yêu thương và rộn ràng yêu thương. Đặc biệt tại Legacy Central, sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ luôn được quan tâm hàng đầu. Hàng loạt tiện ích dành riêng cho thế hệ tương lai được chú trọng đầu tư. Hướng đến những tiêu chuẩn xây dựng xanh bền vững, Legacy Central không chỉ sở hữu phong cách kiến trúc hiện đại, tinh tế, trẻ trung và phóng khoáng, mà còn được quy hoạch hợp lý, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, tạo các mảng xanh và không gian mở, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, giữ không gian thông thoáng, điều hòa. Các căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại, hài hòa giữa các phòng chức năng và tối ưu không gian sử dụng, đơn giản, tiện nghi và tôn vinh cá tính gia chủ. Đặc biệt, Legacy Central ứng dụng công nghệ quản lý căn hộ thông minh, an ninh đảm bảo, đem đến cho cư dân một cuộc sống an toàn, thoải mái. Sở hữu căn hộ tại Legacy Central chính là sở hữu một không gian sống đầy hứng khởi, một tổ ấm trọn yêu thương, vun đắp những mơ ước tương lai, hạnh phúc và thăng hoa, cùng tiềm năng sinh lợi không giới hạn từ những giá trị vượt thời gian. Tất cả tạo nên niềm kiêu hãnh độc tôn của cư dân Legacy Central. Legacy Central, khởi nguồn